Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình rảnh rỗi xin nông nổi mình làm bánh xèo ha. Thì bánh xèo này là bánh xèo miền Trung, nhưng mà mình pha trộn một chút xíu là cái kiểu của mình thích ăn cái gì thì mình sẽ mở cái đó cả nhà. Đây, cái hũ chính rồi ha. Gặp lại. Cái này hơi bị cháy rồi, lo ham ăn quá. Đây, một cái. Thì trong cái bột này của mình bỏ thêm hẹ cả nhà. Không chỉ hành không mà chỉ có hẹ nữa cho nó thơm. Lần đầu tiên mình làm có hẹ luôn. Thì mình sẽ ăn như thế nào, nhưng mà mình mới thử một chút xíu là đã thấy hơi ngon rồi đó. Dầu bơ vô ha, dầu ghê bơ. Và đổ bánh lên. Đây. Xèo xèo xèo. Đó. Mình sẽ bỏ hành tây vô cả nhà ha. Đây, một ít hành tây. Đây. Bây giờ thì mình sẽ bỏ tôm, bỏ thịt trước. Thịt với tôm là mình đã cao chín qua, chín hơi vừa cả nhà, chứ không có chín quá ha, cho nó dễ khỏi mỗi lần đổ là mình phải cao mất công. Đó, mình đã cao sẵn rồi, giờ mình bỏ thêm chút giá. Giá là mình tự trồng ở nhà luôn ha. Bây giờ mình để nắp lại cho chín. Đây, mình sẽ để nắp lại. Còn trên đây là tô mắm của mình đã làm sẵn. Đây là rau của mình ha. Rau của mình gồm là salad nè, rau tía tô nè, rau diếp cá nè. Có cả cái này là rau đắng ha cả nhà. Có rau đắng nè, mình chưa có gọt xoài. Có trái xoài xanh nữa, mình chưa có gọt. Còn đây là cải bẹ xanh của mình để ăn chung với nước mắm nha. Đây, tô nước mắm của mình đây. Yummy yummy yummy. Bây giờ mình sẽ ăn cho cả nhà coi nha. Gắp một ít rau vô, bỏ vô đây. Mình là người nấu, mình cũng là người thử nghiệm đầu tiên luôn. Yummy honey. Ngon quá. À, mình quên nói nè. Trong cái bột của mình không có bỏ nước cốt dừa cả nhà, mình chỉ bỏ trứng với lại bia để cho nó hơi giòn chút xíu thôi. Tại vì nước cốt dừa nó hơi ớn đối với mình á, cho nên mình không có bỏ nước cốt dừa. Thì tùy mỗi người ở mỗi cái ở vùng miền á thì ăn sẽ khác nhau ha. Ngon quá cả nhà ơi. So yummy. À, cái thứ hai của mình ha. One try. Okay. Let's turn off the video. Ok, mình sẽ đổ tiếp tục một cái thứ ba, mình đổ dầu vô. Đậy nắp lại và chờ chín thôi. Ok.
tiếp tục ăn đây. Đói bụng rồi. Bây giờ là gần 3 giờ chiều, mình chưa có ăn trưa cho nên mình rất là đói bụng. Mời cả nhà ăn với mình nha. Nãy giờ mình đói bụng quá mình ham ăn. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha, cho vui nha. Oh, it's really good. Bây giờ tới phiên ông xã mình ăn nha. It's so good. This is the best one I ever had. Ông xã mình khen ngon, kêu là ngon nhất anh từng ăn. Xạo dễ sợ không? I like it. It's not dry, it's not crunchy. Ông xã mình không có thích khô, với lại không có thích giòn. Mình cũng vậy cả nhà, mình không thích giòn quá. Ăn bánh xèo. Xèo. Đây. Đó, rau đủ thứ ha, yummy luôn. Look how well behaved our dogs are. The food is right here. Right down on their level, like we're feeding them. But they wait. Ông xã mình nói là hai em chó nhà mình nó rất là ngoan, mặc dù đồ ăn để trước mặt như vậy đó nhưng mà không có dám lại gần để mà ăn, chỉ biết đứng đợi thôi ha. Good boy. Good girl.